Kính chào bà con đang theo dõi chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng được phát sóng trên kênh VTC16. Ngay sau đây xin mời bà con cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh thành khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn bà con phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi sau mùa lũ. Cùng lắng nghe các chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn cách pha chế thuốc sinh học, trị một số bệnh cho cây keo mang lại hiệu quả tích cực. Trong tiểu mục Mắt nhỏ nhà nông, mời quý vị đến với vùng đất An Giang cùng ghé thăm một hợp tác xã trồng xoài xuất khẩu thành công sang hơn 10 quốc gia trên thế giới để xem bà con nông dân nơi đây đang sản xuất như thế nào để có được thành công như vậy. Từ nay đến Tết Tân Sửu năm 2021 còn hơn 3 tháng nữa, nhưng những ngày này về các làng hoa của Khánh Hòa đã có thể cảm nhận không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Năm nay vì biến động của thị trường trong bối cảnh dịch Covid-19 nên người trồng hoa cúc cho vụ Tết Tân Sửu 2021 tại Khánh Hòa đã chủ động giảm sản lượng. Tại làng hoa cúc Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, những người trồng hoa cho biết từ đầu vụ đến nay thời tiết đang ủng hộ nên hiện nay họ đang tập trung lặt lá chân, ngắt ngọn, nanh tạo điều kiện cho cây vươn nhanh. Tuy nhiên năm nay vì lo ngại biến động thị trường trong bối cảnh dịch Covid-19 nên nông dân tại đây phải chủ động giảm sản lượng. Nếu như trước đây mỗi hộ trồng từ 800 đến 1.000 chậu thì nay giảm còn 400 đến 500 chậu, chủ yếu là giống cúc đại đoá và pha lê. Theo đó, sản lượng hoa của Ninh Giang giảm mạnh chỉ bằng 50% so với năm trước, tương ứng với từ 70 đến 80 ngàn chậu hoa cúc. Theo người trồng hoa, năm nay vật tư, phân bón tăng không đáng kể, chỉ có thuốc bảo vệ thực vật là tăng nhẹ, chừng từ 5 đến 10%. Nguồn giống hoa chủ yếu lấy từ Đà Lạt tăng nhẹ từ 160 đến 180.000 đồng 1.000 cây. Từ đầu vụ đến nay, thời tiết thuận lợi, nhưng sắp tới vào cao điểm mùa mưa bão cũng chưa lường hết được. Vì vậy, ở những khu vực trũng, thấp, dễ ngập, người trồng hoa đã có phương án di dời hoa lên khu vực cao hơn. Mưa lũ trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Hàng chục nghìn con gia súc, hàng triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Sau mưa lũ, nhiều loại chất thải rắn còn tồn ứ trong môi trường, cộng với khí hậu ẩm ướt, thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh phát sinh. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm là rất cao. Vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật cần phải được các địa phương, các ban ngành chức năng chú trọng, tổ chức thực hiện tốt để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 7264/BNNTI gửi các tỉnh thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa về việc tổng vệ sinh, sát trùng phòng chống dịch bệnh cho động vật sau mưa lũ. Nhiệm vụ. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp hướng dẫn bà con chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi bằng cách cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, đồng thời bổ sung vitamin và các khoáng chất cần thiết cho vật nuôi, tổ chức thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc, gia cầm theo đúng quy định. Ngành chức năng cần tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương tiêu độc, khử trùng môi trường với phương châm nước rút đến đâu, tiêu độc đến đó. Trước hết tập trung ở những nơi ô nhiễm cao, những điểm xung yếu về dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng. Ngoài ra, các địa phương cũng cần tổ chức thu gom xác động vật chết để xử lý, sát trùng, chủ động triển khai công tác giám sát để phát hiện sớm, xử lý kịp thời trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn chủ vật nuôi báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y để điều tra, xử lý ổ dịch theo đúng quy định. Về lâu dài, các cơ quan chăn nuôi thú y tiếp tục tuyên truyền người chăn nuôi áp dụng quy trình an toàn sinh học ở tất cả các khâu công đoạn trong chăn nuôi, bảo đảm tuân thủ các quy định của luật chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Keo là loài cây mọc nhanh, tán dày, thường xanh. Sau trồng 2 đến 3 năm, rừng đã khép tán, cải thiện được tiểu khí hậu, che chắn hạn chế dòng chảy, góp phần cố định đạm cho đất và là cây cung cấp gỗ nguyên liệu. Diện tích rừng trồng keo ngày càng lớn thì trên cây keo cũng dần xuất hiện nhiều loại bệnh hại, hậu quả có thể chưa lường hết được.
Tuy nhiên, để rừng keo phát triển tốt, hệ thống đất rừng không bị thoái hóa, thay vì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, việc sử dụng các loại thuốc sinh học để phòng trừ bệnh cho cây keo là phương pháp được các nhà khoa học đang hướng đến. Trong tiểu mục Bệnh viện cây trồng ngày hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Thành Tuấn, bộ môn bảo vệ thực vật rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội sẽ hướng dẫn cách pha chế các loại thuốc sinh học có hiệu quả với một số bệnh trên cây keo hiện nay, đó là thuốc bóc đô. Mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây. Thuốc bóc đô là hỗn hợp giữa sunfat đồng và vôi, được sử dụng lần đầu tiên ở thành phố Bordeaux, miền Tây Nam nước Pháp, để phòng trừ bệnh mốc xương nho do Milades tìm ra năm 1885. Để pha chế 10 lít dung dịch bóc đô bao gồm sunfat đồng 0,1 kg, vôi sống 0,1 kg, nước 10 lít. Giả sử như chúng ta pha chế 10 lít thì phải tăng lên về nồng độ và liều lượng. Và một cái nữa là gì? Ở đây này tôi dùng là dùng vôi sống. Nếu mà dùng vôi tôi thì chúng ta có thể thêm 30% trọng lượng vào trong đó. Hoặc là đối với cây mà cái lớn chẳng thì chúng ta có thể tăng thêm cái lượng vôi trong đó. Pha chế dung dịch bóc đô có nhiều cách khác nhau nên chất lượng thuốc cũng khác nhau. Dung dịch bóc đô có chất lượng thuốc phải là dung dịch ở dạng keo, độ lắng của hạt chậm, hạt phải rất nhỏ. Trước hết, hòa tan 0,1 kg sunfat đồng với 5 lít nước và 0,1 kg vôi sống với 5 lít nước ở hai bình riêng biệt. Sau đó, đổ hỗn hợp này vào bình thứ 3, vừa đổ vừa khuấy đều. Lúc mới pha chế có dung dịch màu xanh nhạt, nhỏ. Sau 24 đến 48 giờ, hạt to dần, lắng xuống thành thể rắn mà thay đổi tính chất, cho nên sau khi pha chế phải dùng ngay, không được để lâu. Và bên cạnh đó thì tôi cũng giới thiệu thêm với quý vị và bà con một cái loại gọi là hồ bóc đô. Thì ở đây cái thành phần thì cũng giống như là cái dung dịch nước bóc đô thôi. Tuy nhiên thì chỉ có thêm cái thành phần là gì? Mỡ động vật. Thêm thành phần là mỡ động vật. Thì cái tác dụng của hồ bóc đô thì có tác dụng gì? Có thể là phòng quét lên trên cây bị thối mục. Thì cái thành phần gì nếu mà chúng ta pha chế ở đây ấy, là có thể là 1 kg đồng sunfat, 3 kg vôi sống, 0,4 kg mỡ động vật, 15 lít nước đấy, thì chúng ta có thể pha chế. Trước hết hòa tan sunfat đồng với 8 lít nước, hòa vôi với 7 lít nước, sau đó sử dụng hai hỗn hợp này đổ vào bình thứ ba và cuối cùng thêm mỡ động vật. Pha chế xong phải dùng ngay. Sử dụng hồ bóc đô có tác dụng phòng trừ sâu bệnh hại qua đông ở vỏ cây, phòng bệnh thối, mục, khô cành.